xem bài vẽ tự do của học sinh lớp 9, dân tình khen hết lời vì quá nhiều siêu phẩm. Muchas gracias, afición. Esto es para vosotros. Sí! Sau nhiều bài chấm vẽ được cộng đồng mạng ủng hộ, mới đây một thầy giáo có tiếng ở trên Top Top tiếp tục đăng tải nhiều clip về công việc nghề giáo của mình, khiến ai xem cũng không khỏi mắt chữ O, mồm chữ A. Nổi bật gần đây đó là bài chấm vẽ tranh tự do của các bạn học sinh lớp 9A. Với chủ đề tự do tùy chọn, các bạn học sinh lớp 9 đã có thể thoải mái đưa ra ý tưởng cho riêng mình theo sở thích mong muốn, để rồi cái kết sau cùng làm nức lòng người xem với những kiệt tác mang đầy tính sáng tạo. Từ những bức tranh chủ đề phong cảnh quê hương hết sức quen thuộc cho đến những nhân vật hoạt hình nổi tiếng, thậm chí là cả các cầu thủ bóng đá top đầu server cũng được các bạn học sinh vẽ lại một cách hết nước chấm với số điểm maximum. Sau đây chúng ta sẽ xem một số bài tự do của tập thể lớp 9A3. Các bạn xem và cho thầy biết các bạn thích nhất bức hình nào nhất. Bình luận cho thầy biết với nha. Nhất định một ngày nào đó mình sẽ trở lại, kể cả khi chỉ còn là một cái xác. Cho nên mình hy vọng là cậu có thể kiên trì chờ đợi cho tới lúc đó. Bên dưới đoạn clip, cộng đồng mạng dành hết lời khen ngợi cho các bạn học sinh lớp 9A3 vì có hoa tai không phải dạng vừa. Trong đó nổi bật nhất và nhận được nhiều yêu thích nhất chính là bài vẽ Conan, bài vẽ siêu sao bóng đá Ronaldo và cả bức tranh hoạt hình ở cuối video. Một chữ đỉnh là những gì ngắn gọn và xúc tích nhất để khen chủ nhân các tác phẩm này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin nhanh official. Đừng quên ấn đăng ký để theo dõi nhiều tin mới mỗi ngày nhé.